Chào bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái thiết bị tạo từ siêu khủng. Đây. Thì gồm mấy câu diốt thì cũng nói trong các clip rồi. Và cái cuộn dây này tôi lấy ở mấy cuộn chuông điện này. Cuộn này là chuông điện 220V, điện trở nó 1,5 kΩ thôi. Thì cái ưu điểm của cái cuộn này đó là từ hóa rất là mạnh, nhưng mà chúng ta chỉ nên từ hóa trong thời gian nhỏ hơn 10 giây thôi. Vì nếu mà để lâu quá là nó sẽ nóng rồi này. Các bạn phải hiểu chuông điện nó hoạt động ở chế độ nhấn nhả, chứ nó không thể hoạt động ở chế độ liên tục được. Cho nên là nó chỉ nên hoạt động trong thời gian ngắn khoảng 10 giây đổ xuống thôi. Trong các clip khác tôi làm là 15 giây, hiện nay chỉ 10 giây đổ xuống. Nhưng cái ưu điểm nó lực rất là mạnh, và cái hành trình ống dây của nó rất là dài này. Hành trình ống dây nó rất là dài cho nên là nó có thể từ hóa được rất là sâu. Rồi, bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nhé. Đây mình đây. Mình sẽ khử từ tuốc nơ vít cho các bạn xem đây. Mình kiếm cái gì khử từ đây nhỉ? Đây, mình có một cái khử từ theo phương pháp thông thường các bạn xem nhé. Rồi, để cho nó không thể đấy nữa. Đấy, bây giờ nó không hút được con ốc rồi nha. Không hút được con ốc đúng không? Bây giờ mình sẽ cho vào đây và mình tạo từ nó. Đấy. Các bạn nhìn thấy mình phải lấy một cái hộp sắt nặng để đè lên. Đấy. Rồi, ok, trong vòng 10 giây. Bây giờ mình sẽ hút, không phải hút con ốc mà mình hút này cho các bạn xem này. Thấy chưa? Các bạn nhìn thấy khỏe chưa? Đấy. Các bạn lưu ý những cái này chỉ nên dùng trong thời gian nhỏ hơn 10 giây ấy, đổ xuống, không thì nó sẽ rất là nóng. Đấy, là các bạn dùng ok. Đấy, nó mà đã hút được cái to kia thì mấy con ốc này nhằm nhò đâu, rất là mạnh này. Đấy, chúc các bạn thành công.